Nên hôm qua có một cô Ở bên nước ngoài Cô cũng lớn tuổi Cô định tháng 12 Cô về con có một chút định tiền Con cùng chung tay với thầy Để lo cho đạo tràng này kia Mà Mấy ngày nay thấy con yếu quá thầy Cũng lớn tuổi Bảy mấy tám mấy gì Lớn tuổi quá Con định Con gỡ tiền về Con cùng với thầy làm phật sự thầy thấy sao những thứ này đúng rồi cái việc đó sớm muộn gì cũng làm làm phức cho rồi đi con người vô thường lắm sống bữa nay chưa biết ngày mai thì sao lúc mình còn sống mình làm được gì mình làm phức cho rồi giống như việc đó mình đã tròn tâm nguyện còn để mình nao nao trong lòng lỡ cơn vô thường đến bất tử mình thấy mình hứa với tam bảo mình chưa làm được trong lòng nó nặng nề từ nơi đó mà những cái gì mình làm được mình làm đại đi con người sanh không mang đến chết không mang đi một hơi thở thở ra không hít vào cái gì là của bạn đúng không nó nên nó cho đi là còn mãi mãi là như vậy mình cho ra thì cái phước báo nó tụ ở trong cái mạng của mình thì nó còn mãi mãi nên người mà hiểu thì tức khắc quý vị sống trong cuộc đời này nó an vui tự tại lắm còn người mà không hiểu vì sống trong cuộc đời này đúng là vô nghĩa một đời đi qua thật sự mà nói hoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng được mắc bại thành bỗng hóa hư không đúng không hoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng được mắc bại thành bỗng hóa hư không nhưng mà con người ta cứ lao theo mãi trần cảnh có khi cả tu hành rồi mà mỗi ngày cũng đi nghe ngóng mỗi ngày cũng đi lụm lặt rác đến tùm lum Ê, thấy khổ không nên cuộc đời chúng ta Nếu như mỗi ngày cái niệm Phật có công việc này kia đàng hoàng Không ai đâu mà có thời gian Đi làm mấy cái chuyện đó chứ Từ khi mà Những đức xuống đây mà bên cạnh Hòa Thượng Lâu lâu gặp Hòa Thượng nói chuyện Chưa có bao giờ lần nào Mà những đức ngồi nói chuyện với Hòa Thượng Mà những đức nói chuyện này chuyện kia Ít nói lắm để cho Hòa Thượng dạy mình Không có nói chuyện gì chứ Quynh đệ tự những đức sắp xếp không có bao giờ mà Mắt đầu này mắt đầu kia Mình là đàn ông mà Mình làm mấy cái chuyện Mắt đầu này mắt đầu kia chứ chứ nhiều chuyện nhiều điều Cái gì mình nhắc mình nhắc thẳng người ta Nghe không nghe thôi Trực diện Còn ngoài ra không có Cái kiểu như mắt sau lưng chi, chứ cho nó mệt Mà đàn ông mà không ai làm vai trò gì mất cốc Đó là dạng đàn bà nhiều chuyện chứ đàn bà mà biết tu Ta cũng không có gì nữa quý vị Đàn bà mà biết tu ta cũng không có gì nữa nên cái câu người xưa nó nói dùng người thì không nghi mà nghi người thì không dùng góc độ của mình phải nhạy bén cái người mà trung thành mình nhìn biết liền họ thẳng thắn rõ ràng đàn ông mà. còn cái dạng mà lề mề kiểu mà giống như Gần mình mà kiểu mà đàn ông mà lẻo mét hoặc là uh, nói chuyện người này người kia là mình biết rồi người này không có dùng được không có chung tại bữa nay họ nói người ta thế nào một ngày nào họ cũng nói mình còn thí dụ như cái gì ta trực diện ta nói thẳng đó là người ta có tâm gầy dựng chứ đâu phải nói xấu sau lưng nói xấu sau lưng thì là, là mình không dám trực diện còn người ta trực diện là người ta muốn gầy dựng cho mình tốt phải nhớ người ta gầy dựng cho mình tốt nên mỗi một con người chúng ta phải nhớ thí dụ như mình phiên người ta mình nói người ta mà người ta không nghe không chấp nhận à, mình khỏi nói nữa mình cũng đã hết lòng là xong còn cái kiểu mà mình tu hành mà mình uh, nhiều chuyện nhiều điều đi đầu này đầu kia nghe ngóng họ bỏ tính cái vì mình dành thời gian niệm phật dành thời gian niệm phật nó mới an vui tự tại nó, mỗi ngày mình nhớ phật niệm phật nhớ tây phương cực lạc cái vị an vui tự tại cỡ nào nên những đức nó rằng trong chùa mình những đức có bao giờ mà đặt trách ai nghe ngóng đâu này đầu nọ ông chí mình hết lòng mình hướng dẫn người ta vì nhân quả mình nói rõ chứ anh em á thận lòng thì cùng sống với nhau để lo cho tam bảo còn nếu mình không vừa bụng con đường mình tự tìm kiếm mình chọn đi chỉ cần mình sống với người ta hết lòng hết dạ nhiệt tình hết mình thì tự người ta hiểu quý vị à, mình chỉ có sống nhiệt tình với người ta để con người ai cũng muốn bảo quản sự sống của mình tốt mình nhiệt tình mình lo cho người ta Mình sống với người ta bằng một cái Tâm chân thật bằng cả trái tim Thì tức khắc Người ta sẽ hết lòng Hết dạ với mình Như Đức thường nói ngồi nói chuyện với mấy anh em thì nó nói một câu Bây giờ mấy anh em thấy Mình vô chùa mình tu mình được sự hộ trì này quá lớn Mấy anh em khỏi nhận tiền nhận bạc vậy, chứ Cuộc sống mấy anh em đầy đủ luôn Thiếu cái gì nói những Đức những Đức lo liền Đồ đạc vật chất ăn uống đầy đủ Toàn bộ thì mục tiêu là kiếm tiền để như vậy thôi Bây giờ mấy anh em đầy đủ chứ mấy anh em kiếm tiền làm gì Bây giờ mấy anh em có tiền trong túi mấy anh em cũng không, không xài được nữa Từ nơi đó cần cái gì nói những đức lo Rồi đàng hoàng đâu rồi đó chứ Thì tuyệt đối Phật tử người ta gì mình lo lắng cho người ta Thì cũng từ người ta cũng dường người ta lo lắng cho mình Mình lo lắng lại cho người ta có qua có lại mà tội lòng nhau Đúng rồi Nhưng cái gì Phật tử người ta không hiểu mình nhắc nhở người ta Chứ, đó, chứ không phải là Người ta cũng dường rồi người ta gì người ta muốn làm người ta làm không phải mình làm quy tắc rõ ràng chứ hiểu không nó nên từ nơi đó mà anh em sống chung với nhau tự nhiên nó, nó an vui tự tại rồi mấy chú mấy cô mấy cụ ai cũng mặt mày sáng sủa là vì sao vì nó không có nhiều chuyện nhiều điều quý vị cái gì nó mạch lạc rõ ràng hết trơn à cái gì mạch lạc rõ ràng hết trơn nên người ta cái gì người ta hiểu hết rồi trong chùa ai sống cũng vui sao chùa mình đông mà người ta sống bình yên người ta vui là vì nó mạch lạc rõ ràng hết trơn rồi nên, nên những đức mà gặp này cái gì cỡ mở hết trơn rồi rõ ràng hết trơn nên người trong chùa ai cũng có tâm tư tự tại vì ta thấy mình lo cho những người đã mắc đàng hoàng nên người còn lại người ta yên tâm ồ thấy ông thầy ông lo cho cái người vô chùa tu nhiệt tình quá từ khi còn sống tới khi chết nó mà đưa đi đến đài quả tán ta thấy tội gì đâu mà chùa chiền đưa đến cái đài quả tán gì đâu mà nó, nó, nó sang trọng mà lịch sự gì đâu tự nhiên ta thấy mọi mặt từng chút từng chút sắp xếp cho người ta người ta yên tâm người ta yên tâm nên ta sống vui vẻ tự tại người ta thấy rõ ràng cái việc làm nó thấy rõ hết rồi nên người ta yên tâm nên quý vị biết rằng quý vị có nói hay nói ngon cỡ nào nhưng mà cái làm của mình người ta sẽ bắt an với quý vị là do vì làm có thật làm có nhiệt tình mình ưa lo sợ mình bị này bị kia bị nọ thì con người gì không có làm được đặc biệt đó quý vị mình phải niệm niệm nghĩ với người kìa có những cái bản thân mình phải hy sinh Thì tự nhiên người ta Cảm với mình liền à. Nên có nhiều người nói Ủa sao ông thầy Đức này không nói chuyện Đơn giản là nói Bình thường mà sao chúng chùa người ta theo ông Người theo ông đông dữ người ta Cái quan trọng là bị thương yêu nhiệt tình Bị lo lắng cho người ta Đối với Phật tử thì người ta về chùa người ta tìm Nơi chút bình an Mỗi lần người ta gặp mình người ta an tâm Người ta không có bị nặng nề Bị câu thúc gì chứ Ví dụ như cái gì Người ta cúng dường tam bảo là người ta tu phước tu duyên với khả năng người ta Tùy duyên Có khi sáu bảy người lại cúng dường Xong á Như đứa kèm với ông câu trước đó nè Mấy cô ơi Có những người người ta đi người ta có tiền người ta cúng dường nghe với cô Còn bản thân mình gia đình mình mình tự biết Chứ đừng có thấy người ta cúng gì Trong túi còn có 500 ngàn đi đi xe Cuối cùng cũng đem ra cúng không có tiền đi xe phiền não nghe Không có đặt vấn đề này Đừng có đặt vấn đề này nghe cái câu Ai có tiền ta cúng dường mình không có tiền mình tùy hỷ Niệm một câu Nam Mô với Đà Phật hoặc ai với Đà Phật Đừng có thấy người ta cúng rồi nhào vô cúng Nó rồi hết tiền Hoặc là tiền này để lo cho con lo cho gia đình Hoặc là chồng đưa cho giữ Mà tự nhiên lỡ thấy người ta cúng nó hứng Cúng vì chồng gì Nó hỏi tiền đâu mà công có chuyện xảy ra Không có hay Nên cái việc này mình làm Mình nói rõ những vị trưởng đoàn cũng gì Phải hiểu được nguyên lý này Thì cái người đi với mình người ta cảm thấy Thông tình đạt lý Ta thích quý vị Hiểu không có những điều như Đức chia sẻ rất rõ ràng Mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc mà Mình cúng dường mình cũng tự tại nữa Chứ đừng có thấy người ta cúng ngàn mình cúng hai ngàn Người ta cúng mười ngàn mình cúng hai chục ngàn Cúng dường mà tranh cạnh làm gì Thấy người ta thấp một cây nhang mình thắp hai cây nhang thấy nó thắp ba cây nhang mình thắp bốn cây nhang thôi đừng có cái tâm hơn thua vậy làm cái gì Đó. nên những đức nói mình là một ông thầy phương tiện mình biết chứ thí dụ như phật tử nữ mình kích thích họ thí dụ đi năm bảy người nếu không có tâm tu giải thoát đi chung với một ông thầy thấy người này người ta cúng dường tôi biết cúng hơn bà thấy thầy lo được cho bà tôi lo cho thầy còn hơn bà nữa rồi thấy ông thầy kêu người này nói chuyện Cái mình bực bội Thấy ông thầy kêu người kia nói chuyện mình bực bội Cái tâm tu đó là thua rồi Nên mình ông thầy mình có trách nhiệm Mình phải nói rõ cho Phật tử Vì mục tiêu mình hướng dẫn người ta là giải thoát Giải là hiểu vô thường Thoát là không phiền não Vì từ đó mình nói rõ cho người ta nghe Vậy thì cái trách nhiệm mình rất là lớn Mình làm đúng trách nhiệm mình Chứ không phải rằng là mình kích thích cho người ta Để cho người ta tranh cạnh nhau Vì quý mình để rồi bản thân mình trục lợi cái tư tưởng này hoàn toàn sai lầm dù vì có làm việc thiện phật cũng chấp nhận việc thiện mà bằng cái tâm đó nó giảm bị tác dụng phụ cực kỳ lớn luôn tác dụng phụ rất là lớn quý vị à nên như đức nói cho các anh em trong chùa mấy anh em phải nhận thức được sau này là một ông thầy mình nhiệt tình gì người ta người ta sẽ hiểu liền những cái gì mình nhiệt tình hết mình người ta hiểu ít hơn quý vị à đó. chứ mình nó ngon nó ngọt Mà mình làm thì ngược lại người ta hiểu mình chứ cái hành động mình sống mỗi ngày bao nhiêu cặp mắt nhìn mình ai mà không biết quỷ thần trời đất Chứ phật bồ tát đều nhìn rõ chứ cái tâm mình sao mình đúng chỗ nào mình sai chỗ nào phật bồ tát biết hết trơn quý vị đơn giản người phàm phu người ta cũng biết quý vị nên người ta sống với quý vị yên tâm là do cái hành động quý vị sao người ta sống với mình thấy bất an là hành động mình sao vì khỏi cần phải múa rìu của mắt thợ Khỏi cần che mắt ai Thì che được bao nhiêu con mắt Thì nhiều con mắt khác cũng thấy Nhiều đôi tay khác cũng chỉ Nên chúng ta nên sống thật tâm mình Sống hết lòng Bằng cả trái chim Nhớ Nhớ đó quý vị Nên Phật tử cũng vậy Ngày nào mình cũng niệm Phật Nhớ Phật niệm Phật Nhớ Tây Phương Cực Lạc Đừng có mang trong lòng buồn dặn hẳn trách gì Đừng có gì không vừa lòng không vừa ý Đấu kỵ làm gì Cái bầu không khí này nó nóng gì Là do gì sáng hạn mà ra Rồi nước dưng tràn ngập Đường phố Là do tâm tham mà ra Động đất sập nhà Là do tâm bất bình mà ra Gió bão Là do ngu si mà ra Không biết tránh tà là do tâm có người tạo ra cái sự quỷ diệt quý vị thiên tai là từ đâu là do lòng người chứ đâu từ lòng người chiêu cảm ra thiên tai chứ đâu quý vị bây giờ nhà nước hỏi quý vị trong gia đình này tiếp nhận giáo dục đạo đức làm người tiếp nhận giáo dục nhân quả thì vì coi gia đình này phải bình an không thì một gia đình tiếp nhận Phật pháp gì bình an vậy thì tâm an cảnh an còn con người trong gia đình này không ai chịu thua ai chứ thì bất an chứ làm sao? Đúng không? Nên từ nơi đó mà mình là người học Phật, mình hiểu nguyên lý này, mình sẽ sống rất là an vui tự tại vì dù nghèo giàu, khỏe hay bệnh gì con người quy lực ai cũng chết. Sớm muộn gì cũng chết. Xác này xác ai cũng thối. Chắc chắn luôn. Xác ai cũng thối. Từ khi những bậc cao tăng tu hành đắc đạo sao? Cơ thể đã mất rồi nó vẫn còn mùi thơm hiếm lắm thật sự mà nói thì hiện thì sát ai cũng thúi cái xã thăng tứ đại ai cũng thú ình nên chúng ta đừng vì cái thăng giả này mà bao nhiêu sự hơn thua đấu đá để tạo ra cái nghiệp trước nên tu hành mà nghe gì còn cỡ mở tâm tứ tu hành mà mình đi làm cái chuyện đi tối ngày đi nhiều chuyện đi soi bói tôi thật lòng lắm tôi thật lòng lắm tôi biết ai cũng ghét tôi chứ biết rồi mà không không biết sửa Câu này y gan ngày xưa như Đức cũng vậy luôn Thật lòng lắm Nhiều người bận bỏ ghét tôi Cũng có vui gì đâu quý vị Nhưng thật sự có cái tâm Nhưng từ từ mới thông hiểu Thì ra làm cái việc đó không lỡ mình mà còn hại người Điều là hại mình hại người không à Không có lợi ích gì hết chứ Sống mà ai gặp mình ta cũng ghét mình chứ. Biết điều đó mà không sửa lại vừa tội à. Nhưng ngày xưa như Đức cho Đà Lạt cũng Khó lắm Trong chùa xác nào cũng la sùm bức xúc nặng nề ốm nhôm 49 kg hô hốc con mắt lòi ra là mũi châu đi như con lãi thì ghê như thấy không có kết quả gì đâu mà thường lên nói chuyện tôi thật lòng tôi biết trong, trong, đây có những người ghét tôi nè mình vậy là thấy mình nặng nề càng tu những đức mới thấy hiểu thì ra là sống mà thật lòng vậy làm cái gì mình thật lòng bằng một cái tâm mình đến với người ta mà thấy vui còn hơn mình thật lòng đi đụng chạm ai cũng ghét mình thì cuộc đời mình vô nghĩa phật nhiều người thương còn mình học phật mà ai cũng ghét vậy thì thua rồi ví dụ trong 10 người một người ghét mình thì cái việc này mình không nói tại có người sao mà vừa lòng hết được còn cái này 10 người là tám chín người ghét mình là cuộc đời mình vô nghĩa đi đâu người ta cũng mưa mình nhưng là thua rồi những đứa thấy mình học Phật gì là mình thua Vì đâu người ta cũng không ưa mình chứ là mình thua đó Thất bại khỏi nói chuyện giảng sanh Nó nên à, quý vị à Mình là người nhớ Phật nhớ Tây Phương Cực Lạc Sống hòa nhã vui vẻ Quan hệ Đừng có đem cái tâm buồn dặn hẳn trách để trong tâm làm gì Cái gì không vừa bụng niệm có vật hiệu Cho nó qua đi Mà thường bình thường mình đã gầy dựng rồi Bình thường mình đã gầy dựng gầy dựng cái chuyện tu cầu giải thoát rồi Nên cái việc phiền não này kia đến là nó quá giải mau Giống như cái tâm mình nó sạch thì bỏ miếng độc vào nó cũng thản mát Còn cái tâm mình nó đã độc rồi bỏ một chút độc vào kích thích phát rồi thua Nó nên những bài chia sẻ này nó quan trọng lắm Đó là tính nguyện niệm Phật cả đời muốn sanh cực lạc Mà muốn sanh cực lạc phải tin nhân quả Nên đừng có bao giờ nghĩ rằng sức mình, sức người Mình sẽ có thể xây chuyển càng khôn làm bậy quá Xây cái gì tới mình già mình le lử mình chết bây giờ chứ chứ, chứ mà xây mình lo mình niệm Phật cho tốt đi Những cái gì mình nhắc Được mà hết lòng Hãy thương người bằng cả trái chim Chứ đừng có bao giờ hẹp hòi ích kỷ Đừng có muốn rìu của mắt thợ Chỉ hãy thật lòng đi Sống nhiệt tình, vui vẻ, quan hệ Người ta thấy mình người ta cũng ngưỡng mộ Người ta muốn tu theo Nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả người trong chùa Hàng Phật tử khắp nơi đó Gặp được tịnh độ tín nguyện cả đời niệm Phật Cứ nắm chắc có vật hiệu mà niệm Kết quả rất là lớn An vui tự tại và cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở tây phương cực lạc quý vị chúc quý vị an lạc ai với đạo phật ai với đạo phật nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả để tử và chúng sanh đồng sanh về